Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, không ít công ty phải cho thôi việc hoặc giãn việc đối với công nhân, thì vẫn có một số công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh đã nỗ lực linh hoạt tìm kiếm thị trường, phát triển sản xuất kinh doanh, từ đó đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập và chăm lo tốt cho đời sống của công nhân lao động dịp Tết đến xuân về. Nhóm phóng viên thời sự ghi nhận nội dung này. Những ngày cận Tết, không khí lao động sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Chi Linh thuộc huyện Chi Linh vẫn tấp nập. Đội ngũ công nhân lao động thường xuyên khoảng 50 người vẫn miệt mài với các công đoạn cưa xẻ, lắp ghép, sản xuất ván gỗ từ nguyên liệu do công ty tự cung cấp. Năm 2023 đến nay, những công nhân ở đây không bị giãn việc ngày nào. Không những thế, thu nhập của người lao động còn được nâng lên cao hơn so với các năm trước, đạt mức bình quân từ 11 tới 12 triệu đồng một người một tháng. Không chỉ tiền lương, các chế độ phụ cấp, thưởng Tết cũng cao hơn trước nhiều lần. Điều này giúp cho người lao động phấn khởi, yên tâm, gắn bó với công việc của mình. Công ty cũng tạo công ăn việc làm cho anh em đảm bảo cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Và đặc biệt là những hàng năm thì Tết thì cũng có chế độ là lương thưởng 8/13 cho anh em công nhân. Thì anh em công nhân rất phấn khởi và cố gắng phấn đấu vì sự phát triển chung của công ty. Về mảng chế biến thì sản xuất kinh doanh mặc dù cái tình hình kinh tế gặp khó khăn nhưng mà trong ban lãnh đạo công ty cũng năng động sáng tạo đi tìm kiếm khách hàng và thay đổi máy móc thiết bị cũng như là về cái mặt hàng sản phẩm đa dạng sản phẩm để tạo việc làm thường xuyên cho người lao động. Về dịp Tết cổ truyền năm Giáp Thìn thì công ty cũng đã họp hội đồng thành viên và đã thống nhất là chi tiền lương, tiền thưởng và từ quỹ phúc lợi tổng hết của người lao động là khoảng bình quân là khoảng 3 tháng lương một người. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Trường Hoàng nằm trong khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng, những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2023, hàng chục công nhân vẫn đang miệt mài chăm sóc hoa, chuẩn bị cung cấp các sản phẩm tốt nhất ra thị trường. Không khí lao động hăng say, mọi người làm việc hào hứng, nhiệt tình. Ai cũng phấn khởi vì năm nay công ăn việc làm được đảm bảo, thu nhập ổn định, các chế độ lương thưởng, đặc biệt là thưởng Tết, được công ty quan tâm, chăm lo đầy đủ. Do đó mọi người rất vui vẻ, yên tâm, hăng say lao động sản xuất. Chủ yếu là những cái ngày Tết này nó bận rộn, nên là mỗi công nhân đều phải nỗ lực. Làm ở đây là nói chung là công ty quan tâm đến công nhân, về cuối năm thì cũng có được thưởng lương tháng 13. Công ty cũng đã từng bước là có kế hoạch sản xuất ổn định quanh năm. Thứ nhất là quanh năm, thứ hai là đẩy mạnh trong cái dịp Tết này, góp phần là tạo thêm công ăn việc làm cho các công nhân viên trong dịp Tết, cũng đồng thời là có cái mức thu nhập ổn định để khích lệ cho người lao động. Sự cố gắng nỗ lực cùng tinh thần đoàn kết, linh hoạt, năng động, vượt qua khó khăn, tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Di Linh hay công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Trường Hoàng, huyện Đức Trọng không chỉ giúp tăng doanh thu cho mỗi đơn vị mà còn thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh đó cũng tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm công nhân lao động, giúp họ có thu nhập ngày càng cao, có điều kiện chăm lo cho gia đình và yên tâm vui Tết đón xuân.